khúc cạm tà. Từ đó âm ba vọng ngân dồn dã trong tim ngày đêm tán dương tình yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tắm mát trong tình Cha, giữa chưa sa mạc chảy ra Chúa như nguồn nước chan hòa. Tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mơ, vồn vã cánh tay Ngài đưa dắt con vào miền thương nhớ. Trên rượu đào Ngài chuốc chưa chan ngày nào, bánh thơm ân huệ Chúa trao, tháng năm tình mến dâng trào. Xin dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh ân Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bó hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thuyền hồn con mãi êm trôi hương tình yêu ôi tuyệt vời. Đây là giờ thánh nhạc Dâng Chúa Đời Con do một nhóm anh chị em hằng tha thiết và yêu mến thánh ca thực hiện với sự linh hướng của linh mục nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Văn Tuyên. Và chương trình này được phát hình trên băng tần 56.5 của đài KVLA vào mỗi ngày thứ bảy lúc 11 giờ trưa và phát lại vào thứ năm lúc 5 giờ sáng. Và chương trình Dâng Chúa Đời Con Radio cũng được phát hành vào lúc 8 giờ tối trên tần sóng 1480 AM của đài Rio Bosa. Tấn Đạt xin chào tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị, trong giờ thánh nhạc Dâng Chúa Đời Con hôm nay, Tấn Đạt xin giới thiệu với tất cả quý vị một vị khách mời đặc biệt. Anh vừa là nhạc sĩ, vừa là đoàn trưởng, ca trưởng và cũng là một ca sĩ nữa. Xin giới thiệu nhạc sĩ Quốc Vinh. Xin chào Tấn Đạt, cũng xin chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên băng tần 57.5. Thưa anh Quốc Vinh, chúng em những người thực hiện chương trình và nhiều người cũng đã biết đến anh rất là nhiều qua những cái tác phẩm thánh ca của anh, và nhưng tiện đây thì cũng anh cũng nói một chút ít về đời sống của anh, về vấn đề học nhạc hay là những thầy giáo mà có ảnh hưởng tới cái sự nghiệp sáng tác và âm nhạc của anh, để cho Tấn Đạt cũng như tất cả quý khán giả ở đây được biết thêm. Kính thưa toàn thể quý vị cũng như Tấn Đạt, thì tôi đi học nhạc từ hồi rất là nhỏ, tức là hồi bắt đầu vô đệ tử viện của Đa Minh á, thì mình đã học nhạc ở trong nhà dòng rồi, nhưng mà có ba vị thầy mà ảnh hưởng đến mình nhiều nhất á, đó là nhạc sĩ Hùng Lân, rồi nhạc sĩ Bích Trung, và cuối cùng là linh mục nhạc sư Tiến Dũng. Nhạc sĩ Hùng Lân có phải là nhạc đoàn trưởng của nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh không anh? Đúng rồi. Vâng, và có thể trong chương trình lần sau, chúng em cũng rất là hân hạnh được mời anh trở lại để chúng ta nói một cái chương trình nói về thầy Hùng Lân. Tại vì thầy Hùng Lân là một nhạc sĩ cũng khá nổi tiếng, và có thể nói là một trong những nhạc sĩ mà đi đầu tiên phong trong cái chương trình gọi là người Việt sáng tác thánh ca bằng tiếng Việt. Thì nếu mà có giờ chúng ta nên đào sâu về thầy Hùng Lân, tại vì thầy Hùng Lân cũng có rất là nhiều chuyện mà chúng ta cũng nên biết. Vâng. Thưa ông Quốc Vinh, anh chỉ có sáng tác thánh ca thôi, anh có sáng tác nhạc đời không? Thực sự thì sáng tác nhạc đời tôi cũng có sáng tác một ít, nhưng mà cái chuyện nó rất là tức cười là mình sáng tác nhạc đời trước khi mình viết thánh ca. Coi như là học ngày đầu tiên là học thánh ca. Đúng rồi. Nhưng mà chưa viết thánh ca, rồi viết nhạc đời. Đúng rồi. Sao mà lý do gì mà anh có lý do gì đặc biệt không để mà anh? Nó cũng không có gì đặc biệt cả, tại vì thực sự thì mỗi người có một cái kiểu riêng. Yeah. Thì cái thở ban đầu á, thì mình lúc đầu mình chỉ có là hát thánh ca ở trong nhà thờ thôi. Yeah. Nhưng mà lúc mà mình đi ra học nhạc á, thì học chẳng hạn học thầy Hùng Lân thì toàn học nhạc đời không. Yeah. Cũng có một số bài thánh ca, nhưng mà lúc mà mình học á, thì phần lớn là học những cái bài nhạc đời. Cho nên mình về mình cũng viết lõm bõm một vài bài nhạc đời.
Thì tôi còn nhớ là cái bài nhạc đầu tiên của tôi á, tôi viết xong tôi khoe các bạn đó, đó là bài Ông Đồ Già của Vũ Đình Liên. Anh có thể hát một vài câu đầu cho Tấn Đạt cũng như quý khán giả được nghe. Cái bài Ông Đồ Già này thì là thơ của Vũ Đình Liên, mình phổ nhạc thôi, thì cho nên là mình giữ nguyên si. Bài nó như vậy. Mỗi năm hoa đào nở lại thấy ông đồ già bày mừng tàu giấy đỏ bên phố đông người qua, bao nhiêu người thuê viết tấm tăng người khen tài, hoa tay thảo những nét như phượng múa rồng bay. Hay quá. Thế thì anh đang viết nhạc đời và sau này anh chuyển hẳn vào viết về thánh ca, thì chắc hẳn sẽ có một cái lý do nào đặc biệt lắm anh mới chuyển hẳn vào để viết thánh ca, và đến bây giờ em vẫn thấy là anh vẫn tiếp tục có những cái bài thánh ca để cho cộng đồng cũng như cho các ca đoàn hát. Rồi bây giờ anh chỉ huy, anh cũng chỉ huy bên nhà thờ cho ca đoàn, và hầu như những cái hoạt động theo em được biết là anh bây giờ hoạt động hoàn nhiều thánh ca. Thì cái lý do gì mà anh đang viết nhạc đời hay như vậy mà anh lại chuyển qua thánh ca? Thực sự thì lúc mà mình học thầy Vũ Lân xong đó, là mình bắt đầu mình đi mặc áo dòng, áo dòng bên Nam Minh. Ấy là có nghĩa là anh đã đi tu, bắt đầu đi tu? Không, thực sự đi tu trước rồi chứ. Nhưng mà hồi đó là đi tu hồi còn nhỏ, là mới vô đệ tử thôi. Nhưng mà lúc mà học thầy cũng lên xong là bắt đầu mình vô nhà tập. Có nghĩa là trong lúc anh đang đi tu thì anh viết nhạc đời, và lúc anh ra anh hết tu thì anh viết nhạc thánh ca. Không có, nghĩa là mình vẫn còn bắt đầu mới bước vào cái con đường tu trì một cách chính thức á. Cái hồi trước chỉ là một cái hồi đó còn nhỏ nhỏ là đạo tạo, cái hồi giống như là tiểu chúng sinh đúng rồi. Thực tập ha. Đúng rồi, anh tìm hiểu. Nhưng mà lúc mà mình học thầy ông lên xong là bắt đầu mình vô nhà tập, là mình mặc áo dòng, mình trở thành thầy đạo minh chính thức. Đó thì sau khi trở thành một thầy đạo minh thì chúng đó là mình chăm chú và học về triết học, về thần học rồi. Cho nên là lúc đó là mình không có chuyên tâm về nhạc đời nữa. Đó mình bắt đầu là mình chuyên tâm về nhạc đạo. Rồi sau đó là coi ca đoàn, coi những ca đoàn của giáo xứ đó, giáo xứ mình giúp đó, thì mình coi rất là nhiều ca đoàn. Cho nên là trong thời gian đó là mình có nhu cầu là mình phải viết bài cho các ca viên nó hát. Do đó mình chú tâm vào thánh ca rồi mình dẹp cái nhạc đời của anh bên luôn. Và từ đó đến giờ là chỉ viết thánh ca mà thôi. Thì em nghĩ đó là một cái hướng mà anh chọn, có nghĩa là em không nghĩ là hướng anh chọn mà hướng là Chúa chọn anh. Đúng rồi. Để anh viết một cái thánh ca phục vụ cho cộng đoàn cũng như là những bài thánh ca cho các ca đoàn. Anh có nhớ anh viết được bao nhiêu bài chưa? Thực sự đến bây giờ mình cũng không có tổng kết là bao nhiêu bài, nhưng mà có lẽ là khoảng gần 200 bài. Wow. Gần 200 bài. Và 200 bài đó anh đã có dự tính hay là đã phát hành CD hoặc là anh phát hành về sách hay không? Những cuốn sách. Một cái điểm đặc biệt của mình là mình chưa có bao giờ mình viết, mình collect thành một cái cuốn thánh ca riêng của mình hay là một cái CD riêng của mình. Mà trước đây đó thì mình cũng có làm những cái cuốn tuyển tập thánh ca, nhưng mà mình làm chung với lại các anh em bên Đa Minh. Đó là hồi đó là các thầy Đa Minh ra một cái cuốn tuyển tập thánh ca, nó gọi là Tin Yêu Ca. Tin Yêu Ca, thế là cái lúc mà mình gia nhập vô nhóm Tin Yêu Ca đó, thì tụi này mới hay nói đùa đó là cái nhóm nhạc sĩ mù Đa Minh. Quay chúng ta stop chút xíu nha anh Vinh, một chút nữa thì anh em mình sẽ nói tiếp về cái câu chuyện này để cho đài chạy chương trình thông tin thương mại. Kính thưa quý vị đang theo dõi giờ Dân Chúa Đời Con với nhạc sĩ Quốc Vinh. Xin quý vị đừng rời máy nhé, chúng ta sẽ quay lại sau cái phần thông tin thương mại. Bây giờ chúng ta trở lại với chương trình Dân Chúa Đời Con với nhạc sĩ Quốc Vinh. Xin anh Quốc Vinh, nãy giờ chúng ta em đang nói về vấn đề viết thánh ca, thì xin cho biết anh có những bài thánh ca nào đầu đời mà để lại ấn tượng nhất trong cái
sự nghiệp sáng tác thánh ca của mình? Một trong những cái bài thánh ca mà mình sáng tác ngay từ gian đầu đó, tức là hồi mà còn đi tu đó. Đó là bài Tình Chúa. Lúc đó bao nhiêu tuổi? Chắc chừng khoảng hai mấy tuổi thôi. Hai mấy tuổi, Tình Chúa. Và bài này có đã được phát hành CD hoặc là đã in ấn gì trong cuốn sách hay chưa nè? Nó cũng được in trong trong cái cuốn mà hồi nãy mình nói là tuyển tập Tinuka của Benjamin đó. Rồi sau này đó thì cái này cũng có một cái kỷ niệm vui vui, đó là lúc mà mình làm việc cho Ban Thánh Nhạc Sài Gòn đó, thì Trang Nguyễn Duy lúc đó là mới nhậm chức trưởng Ban Thánh Nhạc, thì Trang mới nói là ô, Quốc Vinh, có một cái bài của cậu được trả tác quyền. Ồ, tác quyền? Ồ, em rất, là, em rất là bất ngờ, tại vì, rồi, tại vì từ xưa giờ thánh ca không có tác quyền. Có lẽ là bài đầu tiên mà cũng là bài duy nhất đến bây giờ mình mới nhận được tác quyền có một bài đó thôi. Ồ, và nếu như vậy thì và hay quá. Cái số tiền đối với Việt Nam thì nó cũng cũng lớn, nhưng mà đối với ở đây thì nó chẳng đáng là gì. Anh dùng số tiền tác quyền của thánh ca anh làm gì trong ngày hôm đó? Hôm đó mình đãi bà con đi ăn thôi. Nhưng mà biết bao nhiêu tiền không? 15 đô la. Còn hơn cái tiền tác quyền đó. Ok. 15 đô la thôi. À hay đó quá. Thì cha Vũ Hùng Tôn á, ông ấy ra một cái cuốn thánh ca Thiên Chúa, cuốn thánh ca cộng đồng đó. Thì trong đó bài của mình là một trong những cái bài trong cái cuốn thánh ca đó. Rồi cha cũng không biết mình là ai, nhưng mà lúc mà có người đó về Việt Nam thì cha mới nhờ để hỏi tác giả. Rồi cha đưa cho cha Nguyễn Duy đưa cho mình một cái bao thư có cái số tiền bản quyền. Đó là cái chuyện rất là vui, rất là vui. Ý nghĩa ha. Đúng rồi, lần đầu tiên nhận được tác quyền đó cũng là một trong những cái động lực để mình có thể viết thêm những cái thánh ca. Không phải vì động lực là mình có tác quyền, nhưng đó cũng một là niềm vui nhỏ nó sẽ giúp cho mình. Thôi nhân tiện như vậy thì nếu anh đã giới thiệu cái bài tình bài gì nhỉ? Tình Chúa. Ồ, Tình Chúa, em đã thấy đây rồi. Thì sẵn có cái đàn nè. Anh hát đi, em đờn cho anh hát. Rồi, ok. Rồi. Mình hát để mà hồi cho quý khán giả một chút ha. Rồi. Và kính thưa quý vị, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe nhạc sĩ Quốc Vinh thể hiện cái bài do chính anh sáng tác, Tình Chúa. Trên thập giá chứng minh tình Ngài, một tình yêu vô bờ vô bến, một tình yêu không thể xa mờ. Ngài ơi, mong chờ chính Ngài là đấng con kiêm thêm từng giây phút trong đời. Hỡi nguồn mạch tình yêu, chính Ngài đã thương con dẫu rằng con chẳng đã. Hát lên bài ca với tình Ngài cho say cuộc đời, sống trong nồng thắm như hương xuân như nắng ban mai. Dẫu cho thời gian có trôi đi theo từng năm tháng, vẫn không ngại gì vì có Chúa ở cùng ta. Đã nhiều lúc sống xa tình Ngài thì đời con nê chê muôn nỗi và lòng con khăng khoai u hoài. Ngài ơi, không Ngài đời sống con nghèo tàn, có Ngài đời sống con tươi màu dù giông tố vô hạn. Mạch tình yêu chính Ngài đã thương con dẫu rằng con chẳng đáng. Xin vì lòng từ bi xót tình như tha cho tẩy hết mọi tội nhân.
hát lên bài ca với tình Ngài cho xây cuộc đời. Sống trong nồng thắm như hương xuân, như nắng ban mai. Dẫu cho thời gian có trôi đi theo từng năm tháng, vẫn không ngại gì vì có Chúa ở cùng ta. Quá hay, một bài hát rất là hay và rất có ý nghĩa. Và cái bài Tin Chúa này á, anh có ra CD chưa? Thực sự thì mình từ trước đến giờ mình chưa có ra một cái CD hay là một cái cuốn sách nào riêng cả. Mà hồi đó thì mình có ra cho Benjamin một cuốn CD là Vững Bước Tình Yêu. Và phát hành bên Mỹ này từ hồi mà còn là cái băng thép, cái băng, anh gọi là băng cassette, rồi băng cassette, rồi qua Mỹ này đó, các thầy các cha bên Benjamin đó mới ra một cái đĩa CD. Từ cái băng đó bán nghe nói được cũng khoảng trên 10.000 đĩa. Ồ vậy hả? Wow. Em thấy cái những cái bài thánh ca anh viết nó rất là hay. Em nghĩ anh nên có một cái cuốn sách về những cái bài thánh ca của anh để cho các ca đoàn hay như cộng đồng Thiên Chúa người ta có cái tài liệu của những bài hát để người ta phục vụ, người ta hát cho cái trong các nhà thờ. Thì anh có dự tính sẽ ra một cuốn sách? Thực sự thì cái cuốn sách riêng của mình, cuốn thánh ca riêng thì không có, nhưng mà mình có rất là nhiều bài hát được đăng trên, chung với những cuốn rồi. Cuốn tuyển tập thánh ca của bên bên Ban Thánh Nhạc Sài Gòn. Trong tuyển tập thánh ca 2 thì cũng khoảng là 20 mấy bài. Rồi trong cái cuốn mới đây có trong cái cuốn của các nhạc sĩ công giáo Việt Nam hải ngoại thì cũng đăng khoảng 90 bài gì đó. Như em được biết thì có những cái tuyển tập như là tuyển tập Calendy của linh mục nhạc sư Kim Long. Thì một ngày nào đó chúng em cũng rất là mong muốn anh có một cái cuốn sách như là tuyển tập thánh ca vào đời hoặc gì đó của nhạc sĩ Quốc Vinh. Thì cái đó em thấy cũng là một cái anh, nếu anh có nên làm cái đó để những chúng em hoặc những người trong ca đoàn, những người mà yêu mến về thánh ca có được cái tài liệu, có được những bài hát như vậy rất là tốt. Tuy là mình không có viết thành một cái cuốn tuyển tập, nhưng mà những cái bài hát của mình nó phần lớn đã được cho lên một cái trang mạng, một trang web mà cũng khá được nhiều người yêu thích. Dean Brother. Dean Brother. Thì trong đó có phần của Quốc Vinh. Phần Quốc Vinh riêng. Nhưng mà khoảng trên 150 bài. Nhưng mà anh biết cái cảm giác mà cái người người ta cầm được cuốn sách của anh và được cái chữ ký của anh hoặc được cầm cái CD anh, nó vẫn FP hơn, vẫn thích hơn rất là nhiều. Nói tiếp với chương trình thì hiện tại anh vẫn còn sáng tác thánh ca không? Cũng viết lai rai. Đại khái là mình khi nào mình có hứng thì mình viết thôi. Từ khi qua Mỹ đến giờ là khoảng cũng tròn đẹp 7 năm thì mình cũng viết khoảng được mấy chục bài rồi. Wow, em nghĩ là khi mà qua bên Mỹ và với cái lối sống bên đây rất là cuốn hút, thực dụng mà không có thời gian để mà mình có cái thời gian để mình suy tư hoặc là mình nghĩ ra một cái idea để mình viết thánh ca, mà anh viết được như vậy là em nghĩ là cái sức sáng tác của anh nó vẫn còn. Thì ngoài công việc sáng tác thì hiện tại thì anh Quốc Vinh đang làm gì? Mình cũng đang làm một cái công việc mà nó hoàn toàn cái hồi ở Việt Nam mình không nghĩ đến, đó là cái nghề tiện đó, CNC. Rồi mình cũng đang theo học một cái lớp về realtor đó, real estate. Thì hy vọng rằng trong tương lai thì mình cũng sẽ có những cái việc làm để mà kiếm về kinh tế để mà mình có thể có thời gian để mình sáng tác thêm. Đúng rồi. Thì hy vọng là khi mà anh tiếp tục những cái công việc anh học như vậy thì anh cũng đừng có quên sáng tác thánh ca, tại vì những bài hát thánh ca của anh nó rất là hữu ích để cho mọi người. Thì anh còn sinh hoạt về thánh ca ở nơi Đức Mỹ nữa hay không, hay là anh chỉ đi làm và anh từ sáng hồi tác mình qua bên bên đây đến giờ, tức là tháng 2 năm 2010 đến bây giờ đó, thì mình cũng đã từng coi từng phụ trách rất là nhiều ca đoàn, và hiện nay mình đang phụ trách 3 ca đoàn. Ba ca đoàn. Một ca đoàn của nhà thờ chính tòa Orange County ở nhà thờ Kiến đó.
Yeah. Rồi một ca đoàn ở bên nhà thờ Thánh Linh yeah. vào chiều thứ bảy yeah. và một nhóm nữa thì nó gọi là cái nhóm nhạc đoàn thương xót Mercy Band yeah. của đền thánh Lòng Chúa Thương Xót của dòng chú Thái Long Beach. Yeah. Kính thưa quý vị vừa nghe nhạc sĩ Quốc Vinh nói về những cái schedule, những cái thời gian mà nhạc sĩ tập hát. Thì quý vị nào có interested muốn tham gia ca đoàn cùng với nhạc sĩ Quốc Vinh thì xin quý vị ghi danh và liên lạc với nhạc sĩ Quốc Vinh. Xin Quốc Vinh cho biết cái số điện thoại để liên lạc với anh. Dạ, nếu mà quý vị có hứng thú với lại các ca đoàn của chúng tôi thì xin liên lạc với số điện thoại cell phone của tôi 714-725-6105. Ok, nếu quý vị có muốn tham gia ca đoàn của nhạc sĩ Quốc Vinh, xin quý vị liên lạc với số điện thoại của nhạc sĩ Quốc Vinh là 714-725-6105. Bây giờ nói qua cái đề tài mà anh đang thực hiện, đang làm ở trên đất Mỹ này, đó là về chủ thi hợp xướng. Thì anh nói anh hoạt động tới ba nơi, thì có một cái động lực gì mà anh có thể làm một công việc, rất nhiều công việc như vậy? Thực sự thì khi mà mình làm việc đó, thì nó cũng coi như là một sự tiếp nối từ lúc ở Việt Nam thôi. Ở Việt Nam mình cũng coi một lúc tới 3-4 ca đoàn. Đó, thì trong đó có một cái ban hợp xướng cũng nổi tiếng mà bây giờ vẫn còn hoạt động, đó là ban hợp xướng PO10. Thì ban hợp xướng đó là ban hợp xướng của ban thánh nhạc Sài Gòn. Và đến bây giờ thì ban hợp xướng vẫn được nhạc sĩ Tín Linh. Khi em ở Việt Nam thì em cũng có dịp sinh hoạt và cũng có hát solo vài lần cho thì Tín Linh là ca trưởng của cái ban hợp xướng đó. Mình là vừa là đoàn phó vừa là ca phó của cái ban hợp xướng đó. Thì khi mà anh em học chung với nhau thủ giáo nơi nhạc sư Tín Dũng á, thì cha Tín Dũng mới nói ba anh em thành lập ra cái ban hợp xướng đó. Đó là gồm có Tín Linh, Quốc Vinh và Phê Kim. Phan Kim. Đúng rồi. Thì ba anh em thành lập ra rồi đến bây giờ thì còn có mỗi Tín Linh vẫn còn trụ trì, vẫn còn coi cái tiếp nối cái đó. Đúng rồi. Đó, thì khi mình qua bên Mỹ này đó thì mình cũng vẫn tiếp tục cái ý hướng là sẽ hoạt động về thánh nhạc, và những cái nơi nào cần thì mình cũng đều cố gắng để mình thu xếp công việc, mình thu xếp thời gian để mà mình giúp. Thì trước khi mà coi ba cái nhóm hiện tại đó thì mình cũng còn có mấy cái nhóm khác nữa, ví dụ như là ca đoàn San Barbara, ca đoàn bên La Vang, mình phụ một cái ca bên cũ của mình. Có như khi ca đoàn nào ở đâu mà có cần anh hỗ trợ giúp đỡ thì anh cũng sẵn sàng giúp. Anh có khi nào anh nghĩ anh sẽ thành lập một ca đoàn PO10 thứ hai ngay tại Đức Mỹ này không? Mình nghĩ là cái đó hơi khó, tại vì sao? Tại vì ở bên này đó cái giờ giấc của mọi người nó không có được thuận tiện như ở Việt Nam. Lúc nào cũng phải lo đi làm, ngay cái bản thân của mình cũng phải đi làm để mà kiếm cơm trước tiền. Rồi sau đó cái giờ giấc còn lại đó mình mới dành cho bên phía nhà thờ được. Thì cũng may là cái công việc của mình nó chỉ có từ thứ hai đến thứ sáu thôi. Thì thứ bảy chủ nhật là mình rảnh, mình nghỉ để mình lo cho các bạn cho đi làm. Kính thưa quý vị, rất tiếc là thời giờ có hạn nên chúng tôi phải tạm ngừng chương trình Dân Chúa Đời Con hôm nay. Và chúng tôi xin hẹn với tất cả quý vị vào chương trình lần sau với nhạc sĩ Quốc Vinh. Rất cảm ơn nhạc sĩ Quốc Vinh đã đến với chương trình. Cảm ơn Tấn Đạt và xin chào tất cả quý vị.